Một Phật tử nó hỏi, gần đây con hay bị hiện tượng đang ngủ thì tự dưng nghe thấy có tiếng chuông reo cứ đi từ xa rồi vào tai con. Sau đó thì con rất đau đầu, tiếng chuông đó cứ oang hết lên trong đầu con cảm nhận rằng mình đang rất tỉnh táo và đây không phải là mơ ngủ. Con cố gắng động đậy chân tay, vùng dậy mà không cử động được. Vì biết đến Phật Pháp nên con đã cố gắng thầm nghĩ trong đầu là niệm Phật, con đã niệm danh hiệu A-di-đà Phật, có lần con thử niệm Quán Thế Bồ Tát, có lần bị thì con lại niệm câu thần chú An Mani Bát Minh Hồng. Cứ mỗi khi niệm danh hiệu lên thì con cảm giác như trong chính bản thân con đang giằng co đấu tranh mãnh liệt với một thứ gì đó. Con thấy đầu có cảm giác giật giật lên. Được một lúc niệm Phật thì tự dưng hiện tượng đó hết và lúc đó mắt con mở, con biết là con tỉnh táo và chuyện vừa rồi xảy ra là có thật. Vì lúc tỉnh con vẫn đang niệm Phật phát ra tiếng ở trên giường ngủ, mặc dù trong lúc bị thì con không nói được thành lời, cứ định hét to lên thì cứ có gì đó chặn lại nên tiếng con không phát ra được. Con rất sợ nên đã tìm đi ngủ ở nhiều chỗ khác nhau trong nhà, nhưng ngủ đâu cũng vậy, thỉnh thoảng con vẫn cứ bị như thế. Đôi lúc con không dám đi ngủ chỉ vì sợ lại bị như vậy. Con mong thầy giải đáp giúp con hiện tượng trên và con cần phải làm gì để khắc phục được nó. Lúc tiếng chuông đó đi ra khỏi người con thì con nghe rõ mình niệm Phật thành tiếng như vậy ở trên giường thì có bị tội bất kính không ạ? Ở cái này thì chắc chắn vị này đã đi sai đường trong lúc tu, hoặc là cái sai đường này có thể nó là gì, không phải là kiếp này mà là gì? Từ nhiều đời nhiều kiếp trước nhé. Từ đời trước kiếp trước nó tồn dư lại. Như trong kinh Đức Phật nói, vì sao có những kẻ đồng bóng, những kẻ tà theo tà đạo, đời trước có thể họ là chính là những người tu, thậm chí là những người xuất gia, người tại gia Phật tử tu tập đó, nhưng mà gì, do mong cầu thần thông cho nên ấy, đi lạc đường, vì vậy mà gì, đời sau bị như vậy. Cho nên ấy, cái này, cái vị này nghe thấy tiếng chuông mà rồi sinh ra đau đầu các thứ như này, chắc chắn là gì? Thầy khẳng định 100% đây là tà đạo, đây là tà pháp. Nay muốn diệt trừ được cái tà pháp này á, cũng không dễ mà cũng chẳng khó. Vì sao lại không dễ mà cũng chẳng khó? Vì nếu vị này gì, nhất tâm muốn trừ diệt á, thì dùng hai cái từ buông bỏ đi và một lòng tu theo chính pháp thì một thời gian sau dần dần nó sẽ diệt thôi. Còn nếu mà cứ bám víu vào nó, cứ sợ hãi nó, hoặc gì, đắm chấp vào nó, hoặc là sợ hãi, hoặc là yêu thích, thì không bao giờ mà diệt được nó đâu, mà thậm chí càng ngày nó càng nặng hơn. Đấy. Cho nên á, Phật tử này phải khởi cái tâm gì, không lo sợ, khởi cái tâm không lo sợ mà tu hành chính pháp, hãy đối mặt với nó, đối diện với nó để tu tập chính pháp, nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng để sám hối nghiệp chướng và hồi hướng cho các oan gia trái chủ của mình, cầu Phật Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát gia trì cho và trừ cái bệnh này cho, thì một thời gian ngắn là khỏi thôi. Nhất tâm vào à, đừng có sợ, đặc biệt là không được sợ. Nếu khởi tâm sợ nó tiếp tục nó khủng bố, mà nó khủng bố tiếp thì thậm chí nó còn làm mạnh hơn nữa, thậm chí nó còn làm cho điên cuồng loạn tâm nữa. Cho nên cái trường hợp này nhất định không sợ, hãy nghĩ và gì, hãy quán tưởng rằng Đức Phật dạy ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Đức Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành, tức là chúng sinh đó, trong chúng sinh đó có chúng ta, và chúng ta chắc chắn sẽ là một vị Phật tương lai. Vì vậy trong bản tâm mình cũng có đầy đủ tự tính thanh tịnh sáng suốt như Phật. Do gì, ngày xưa chúng ta khởi lên từ vô thủy kiếp, khởi lên một niệm bất giác, cho nên chúng ta cứ lâu ngày chảy tháng, nhiều đời nhiều kiếp đuổi theo nó, bây giờ chúng ta mới là chúng sinh như vậy thôi, nhưng thực tế chúng ta cũng có đầy đủ tự tính thanh tịnh giải thoát ra ngôi Phật. Nay chúng ta đã học Phật, đã hiểu Phật, đã được nghe thần chú, được đọc kinh Phật rồi, chúng ta thì sẽ nhất định tu theo chính pháp. Cho nên một lòng tụng kinh, một lòng niệm Phật, một lòng trì chú, dẫu cho gì có tán thân mất mạng một đời chúng ta không tiếc. Nhưng ngày xưa các tổ nói gì, sống một giờ mà có đạo á, còn hơn gì kẻ sống 100 năm mà không có đạo.
sống một ngày mà được tu Phật á, mà được chết trong chính pháp của Phật á, thì còn hơn sống cả ngàn năm mà không biết tới, không biết tới đạo, không biết tới Phật và không được tu theo Phật. Đó. Sống một ngày mà được tu Phật á, còn hơn là sống gì hàng cả trăm ngàn vạn ức kiếp mà sống không được tu theo Phật. Đó. Cho nên á, cho nên Phật tử này phải khởi cái tâm là dũng mãnh, tinh tiến mà tu tập, thì cái đó dần dần sẽ tiêu trừ thôi. Nhất tâm tụng kinh niệm Phật để mà được, đặc biệt là kinh Địa Tạng để tu tập thì sẽ dần dần hết thôi. A-mi-tho-pho. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Phật. Nam